Xin chào tất cả các anh yêu cây. Hôm nay em gửi đến các anh một tác phẩm, chắc phải gọi là siêu phẩm, cổng. Cổng này em thì em đến coi cổng rất là nhiều, nhưng mà cái cổng tạo tác kỹ và đẹp như thế này thì cũng rất là ít. Anh này ngày trước anh đi công tác bên Nhật, anh đã cập nhật về mình một số các cái dòng cây, dòng cách tạo tác. Cho nên là cách cái tạo đặc biệt của anh rất là đặc biệt. Anh tạo những cái đường, đường cong, đường tròn này để anh chia sẻ, anh học ở bên Nhật. Thì nhìn cây nó sẽ, nhìn cái cổng nó sẽ ấm và nhìn nó đỡ trống trải hơn rất là nhiều. Đây là tác phẩm làm từ xanh Nam Điền nhá. Anh cắt cũng rất là đẹp. Đây, các anh có thể để ý kỹ là từ cái đường cong như thế này này đến hai bên này thì rất là cân đối. Mà anh chia sẻ là anh cắt bằng tay chứ không phải cắt bằng máy đâu các bạn. Đây là phần bên hông. Mà sẽ quay chi tiết. Cái này thì là tạo được một điểm nhấn về không gian xanh rất là nhiều. Cây cắt tỉa này là theo những cái kiến trúc mà dạng phương Tây. Nhưng anh nói kết hợp giữa phương Tây và phương Đông, bởi vì thứ nhất là cách tạo tác là một, thứ hai là dạng cây cắt tỉa công trình như thế này. Thì trong quá trình làm thì anh cũng có tính toán từ trước là ở bên giữa của cái cổng này, lần sau này có vận chuyển đi thì anh có thể tháo được cái khớp la. Các cái tay chi tay đòn cây này. Bây giờ cây nó đã quấn lại với nhau như một cái cảnh lớn như này. Tạo điểm nhấn rất là nhiều. Mà bên dưới, ở dưới này nó rất là ít ánh sáng, nhưng mà râm nó đã được dày như thế này thì cũng phải chăm sóc hoặc cắt tỉa rất là khéo thì mới được. Hai bên của cái cổng này, hai chân cổng đều là cây thân một nha các bác nhá, chứ không phải là dạng nhiều thân mà nhiều cây mà cắm vào. Cho nên là tạo tác cũng rất là lâu. Ở đây là phần mặt ở đằng sau để em quay tổng thể cả hai mặt. Mời các bác cũng chiêm ngưỡng. Thì cái này anh cũng chưa có ý muốn giao lưu, nhưng mà em cũng muốn quay lên để các bác có thể ngắm và chiêm ngưỡng qua. Đây là phần bên trong đằng sau. Tạo tác rất là cân đối từ bên dưới đi lên trên. Ở đây thì cổng này, hai bên này thì mà tạo được hai hàng rào, hàng rào màu xanh nữa thì tạo nên điểm nhấn rất là nhiều. Đó. Và ngoài ra thì anh cũng có một cái tác phẩm cũng rất là đặc biệt khác, là tác phẩm cây đa, chùa một cột, lá đa chùa một cột. Thì tác phẩm này đang trong quá trình hoàn thành. Đây anh vừa làm thì nó cũng là một cả câu chuyện. Thứ nhất đây là một cái lá đa. Đó. Lá đa. Và đây là một cái chùa một cột. Chùa một cột này đang trong quá trình làm. Tuy nhiên cũng nhìn rất là có hồn rồi. Cũng được 80%, hoàn thiện được 80%. Đây là phần mặt bên hông. Một cái này em thấy là cũng rất là đặc biệt đẹp. Thì từ bệ rễ lên phần bệ, phần bệ, phần thân của cây để em đặt đây. Ở đây các biết biết rồi, mảnh rất là to, mảnh thân một. Đây là phần bệ của nó. Chắc phải hai người ôm. Đây thì phần chân bệ. Cây này rất là đẹp và đặc biệt. Anh muốn đặt cái lá đa này ở đây thì bên dưới anh muốn làm một cái bàn trà ngồi bên dưới. Thì đây là anh đang làm hoàn thiện để đi ra. Thì sau này chắc anh còn kéo là nó to nữa, rộng nữa. Và đây là một cái chùa một cột. Bên dưới mà có cái bàn trà và đánh cờ thì rất là tuyệt vời. Đây là phần mặt bên hông. Mặt nào cũng có hồn hết rồi. Tuy nhiên cây đang trong quá trình hoàn thiện nên râm nó chưa được dày. Nếu được dày lên nữa thì cũng là một tác phẩm cũng chứa đựng rất là nhiều nội dung và cũng rất là đẹp. Đây là phần mặt đằng sau của phần cổ. Cây nó uốn cổ rất là đẹp này. Thân một. Mời các bác chiêm ngưỡng qua. Thì ngoài ra nhà anh cũng còn là một số tác phẩm khác, như là một tác phẩm xanh dáng trực huyền. Tác phẩm này ôm đá da trơn, bên dưới nó ôm một cái chậu cổ, rễ bệ rễ chảy ra như thế này, cũng rất là đẹp. Cây này thì chỉ thích hợp trồng dưới đất, bởi vì nếu các bác mà cho lên trên chậu, cây này nó cao quá thì cây sẽ cảm giác là mất cân đối. Chậu cổ ôm bệ rễ cũng khá là kinh khủng rồi. Đây phần mặt đằng sau nha các bác nhé.
Rất là đẹp. Và đây cũng là một cái tác phẩm khác. Ngoài ra thì anh cũng có chuyên buôn bán một cái số dạng như là đơn hàng bonsai nhỏ. Bác nào có nhà ý thì có thể xin thông tin, em để trên góc màn hình. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác cùng chú ý đón xem, em sẽ quay một số những tác phẩm khác đẹp để các bác có thể cũng chia sẻ chiêm ngưỡng qua. Chúc các bác một ngày mới luôn bình an.